Đây là bản tin đặc biệt về sức khỏe từ VOA. Trong một nghiên cứu gần đây, những phụ nữ bổ sung acid folic trong thời kỳ mang thai thì con của họ ít có khả năng bị tự kỷ hơn những phụ nữ khác. Acid folic là một loại vitamin B giúp cơ thể sản xuất và hình thành tế bào. Tuy nhiên, nghiên cứu đã không chứng minh rằng acid folic có thể ngăn ngừa bệnh tự kỷ ở trẻ em. Trẻ em mắc chứng tự kỷ có vấn đề trong việc giao tiếp và giao lưu với những người khác. Các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Công cộng Na Uy quan sát hồ sơ của hơn 85.000 trẻ em sinh ra từ năm 2002 đến năm 2008. Nghiên cứu khảo sát các bà mẹ để mô tả chế độ ăn của họ và bất kỳ việc bổ sung vitamin trước và trong khi mang thai của họ. Lãnh đạo nghiên cứu Paul Suren và các đồng nghiệp đã so sánh những phụ nữ bổ sung acid folic và những người không làm điều đó. Ông nói rằng những người phụ nữ bổ sung acid folic sớm trong thai kỳ đã giảm 40% nguy cơ có một đứa con mắc bệnh tự kỷ. Ông cho biết thời gian tốt nhất để bổ sung acid folic là từ 4 tuần trước đến 8 tuần sau khi bắt đầu mang thai. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng uống acid folic giữa chừng thai kỳ không có tác dụng. Hiện nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân của chứng tự kỷ. Có thể một số gen đã bị rối loạn. Folic acid has been linked to the development of a protective covering called the neural tube in a fetus. Women did not get enough folic acid or at risk of giving birth to infants with part of their spinal cord or brain exposed. This disabling condition is called spina bifida. Dark leafy vegetables, asparagus, broccoli, and citrus fruit are rich sources of folate. Folate is the naturally occurring form of folic acid. Folate is also found in peas, lentils, beans, eggs, yeast, and liver. For VOA Learning English, I'm Laurel Bowman.